Xin chào các bạn lại là chuyên mục Coffee giảm cân đây. Mình nhận thấy một điều đó là các bạn muốn giảm cân, nhưng lại không biết những kiến thức cơ bản về giảm cân, và khi không có những kiến thức cơ bản các bạn sẽ giảm cân một cách mù mờ, dẫn đến kết quả là các bạn chẳng biết mình ăn uống, hoạt động như thế có hiệu quả hay không, có giảm cân được hay không giảm cân mà như một trò chơi may mắn. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại sao mình biết các bạn không nắm được những kiến thức cơ bản? Những nguyên lý của việc tích tụ mỡ và tiêu hao năng lượng rất đơn giản. Tại vì nó là những kiến thức cơ bản mà bạn phải biết trong việc giảm cân. Tuy nhiên, cũng không trách được các bạn bởi vì các bạn giảm cân nhưng lại không có người hướng dẫn một cách rõ ràng một cách khoa học. Vậy nên những kiến thức của các bạn rất mông lung, biết cái này một tí, biết cái kia một tí nhưng chẳng biết bản chất của nó thế nào. Những gì mình chia sẽ cung cấp cho các bạn là những kiến thức cơ bản và cần thiết để phục vụ cho quá trình giảm cân, mang lại cho các bạn một cái nhìn rõ ràng về giảm cân để các bạn biết mình đang ăn cái này nó có giúp giảm cân không. Bạn đang ăn cái kia nó có làm tăng cân không? Vậy nên video này giúp các bạn gói gọn và chia sẻ những nguyên lý cơ bản của việc chuyển hóa năng lượng, tiêu hao năng lượng và giảm cân thế nào cho hiệu quả. Tất cả những kiến thức nền móng và quan trọng nhất giúp cho việc giảm cân hiệu quả thì được gói gọn trong một cuốn sách, một phương pháp giảm cân mà có lẽ không cần phải giới thiệu vì nó đã quá nổi tiếng. Phương pháp insulin của tác giả Nguyễn Song Anh Tú chuyên gia điều trị béo phì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những kiến thức cơ bản giúp giảm cân được chia sẻ trong phương pháp này. Đây là phương pháp giảm cân dành cho người lười. Nói như vậy là bởi vì phương pháp này tập trung vào việc ăn uống, tập trung vào việc giảm năng lượng nạp vào cơ thể như các bạn đã biết hoặc chưa biết, thì việc vận động chỉ giúp tăng thêm từ 5-10% năng lượng tiêu hao. Chính vì vậy, có tập nhiều đến mấy cũng không ăn thua. Nếu bạn không hạn chế làm năng lượng vào cơ thể và ngược lại, dù lười vận động, thì bạn vẫn dễ dàng giảm được cân nếu giảm được năng lượng nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, mình vẫn khuyên các bạn nên vận động để cơ thể dẻo dai ít các bệnh về tim mạch và chắc chắn vận động bạn sẽ thấy yêu đời hơn và để giảm cân chúng ta sẽ phải giảm năng lượng nạp vào cơ thể sao cho năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao như vậy thì mỡ thừa mới dần được chuyển hóa thành năng lượng để sử dụng bạn sẽ giảm và để giảm năng lượng đầu vào thì chúng ta có hai cách cách thứ nhất là ăn thật ít lại cách này rất khó thực hiện bởi vì thức ăn thì rất ngon ép các bạn phải nhịn ăn thì đó là điều không thể cách thứ hai đó là ăn những thực phẩm khó hấp thu năng lượng nhưng không nhất thiết bạn phải ăn những thức ăn chứa ít năng lượng mà các bạn hoàn toàn có thể ăn. Thực phẩm giàu năng lượng chỉ cần đó là nhóm thực phẩm mà năng lượng ít được chuyển hóa vào cơ thể là có thể sử dụng. Nhờ vào việc điều tiết insulin, các bạn hãy hình dung năng lượng các bạn ăn vào giống như một cái ống nước thật to. Tuy nhiên, vào đến cơ thể của bạn nó lại bị một cái khóa bé tí ngăn lại khiến nó không thể chảy vào cơ thể được nữa và cái khó đó thì chính là insulin. Nói về insulin thì nó khá là phức tạp tuy nhiên các bạn chỉ cần biết là insulin mà tiết ra nhiều thì nó sẽ giúp chuyển hóa nhiều dinh dưỡng thành năng lượng và dự trữ mỡ còn nếu muốn ít chuyển hóa thì chỉ cần giảm lượng insulin vậy thì làm sao để giảm lượng insulin đó chính là phụ thuộc vào tinh bột số lượng tinh bột mà chúng ta ăn vào sẽ kích thích insulin tiết ra nhiều hay ít cụ thể khi chúng ta ăn vào thức ăn chứa nhiều tinh bột thì sẽ kích thích insulin tiết ra nhiều ở đây insulin đóng vai trò như một vệ sĩ giúp chuyển hóa lượng một đường để cân bằng mức đường huyết trong máu, bảo vệ cơ thể của chúng ta. Vậy thì mục tiêu giảm cân giờ chỉ là giảm lượng tinh bột đưa vào mà thay vào đó là ăn nhiều chất đạm và chất xơ. Nhưng các bạn đừng nhầm giảm tinh bột đưa vào không nhất thiết là, các bạn phải ăn thức ăn có ít tinh bột mà sẽ có hai loại, như sau loại thứ nhất là tinh bột chuyển hóa nhanh, ăn vào cái này là chuyển hóa thành năng lượng và mỡ thừa ngay và bạn ăn bao nhiêu thì sẽ chuyển hóa hết bấy nhiêu. Loại thứ hai là tinh bột chuyển hóa chậm. Loại này các bạn ăn vào nhiều nhưng chúng chuyển hóa được rất ít và loại này chính là mục tiêu mà chúng ta sẽ phải hướng tới. Loại thực phẩm này sẽ có hai cái lợi thứ nhất là hiệu quả giảm cân rất nhiều. Thứ hai là bạn có thể ăn no căng mà không lo tăng cân. Nếu như vẫn ác mắc các bạn có thể lên web. Ở phần mô tả, các bạn cứ gõ vào đó tên thực phẩm, thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về chất dinh dưỡng của nó. Trong đó chú ý, đến chỉ số GI các bạn cần ăn nhiều thực phẩm có chỉ số GI thấp, thì các bạn càng giảm cân hiệu quả đấy. Giờ thì các bạn đừng hỏi mình thực phẩm này có giúp giảm cân không, thực phẩm kia có giúp giảm cân không. Đến đây thì các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng nên cho mình một thực đơn ngon lành, phong phú với các loại thức ăn ăn no nê mà vẫn giảm được cân. Việc giảm cân có vẻ như chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, áp dụng kiến thức mà mình chia sẻ thì bạn đã trên một con đường giảm cân đúng đắn và lành mạnh, tăng thêm 50% hiệu quả so với trước đây. Vậy, nếu các bạn muốn mình ra video nữa, hãy ủng hộ video này bằng cách lan tỏa đến nhiều người hơn và bỏ chút ít thời gian cho mình xin một đăng ký kênh. Thêm nữa, không cần tập thể dục vẫn giảm cân rất hiệu quả, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên tập thể dục tham gia các hoạt động thể chất. Cứ thậm định các bạn sẽ thấy những điều tuyệt vời mà tập thể dục mang lại. Chúc các bạn sớm có thân hình thon gọn và hấp dẫn. Chào các bạn nhé. Cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã nghe và quan tâm tới những gì mình đã đang và tiếp tục chia sẻ trong tương lai sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để mình có thể tiếp tục làm những video tiếp theo một câu mà mình rất là thích mà đọc ở đâu cũng không nhớ rõ. Vô vàng sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi. Áp dụng kiến thức mà mình chia sẻ thì bạn đã trên một con đường giảm cân đúng đắn và lành mạnh, tăng thêm 50% hiệu quả so với trước đây. Vậy, nếu các bạn muốn mình ra video nữa, hãy ủng hộ video này bằng cách lan tỏa, đến nhiều người hơn và bỏ chút ít thời gian cho mình xin một đăng ký kênh. Thêm nữa, không cần tập thể dục vẫn giảm cân rất hiệu quả nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên tập thể dục tham gia các hoạt động thể chất bạn sẽ thấy những điều tuyệt vời mà tập thể dục mang lại chúc các bạn sớm có thân hình thon gọn và hấp dẫn chào các bạn cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã nghe và quan tâm tới những gì mình đã đang và tiếp tục chia sẻ trong tương lai sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để mình có thể tiếp tục làm những video tiếp theo một câu mà mình rất là thích mà đọc ở đâu cũng không nhớ rõ vô vàng sự lựa chọn cảm ơn bạn đã lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi